Dũng hả? À, chú Đó. Dũng. Chú Dũng là Tây Môn Khánh gặp Phan Kim Liên là còn phải xách dép chạy đúng không? Mày không trách dám chạy cho chết mày. Đủ dám chạy Dạ ơi, à, vậy bà nói bà tu cái cái kiểu gì cái kỳ gì vậy? Mà vậy sao chú không cho bà thổi kèn? không không được đâu em, bà đủ bao mình mạnh đều đủ bao có Vậy kèn mà không cho bà thổi kèn chú này. bà có kèn cái đó hư cái kèn bảo là Đã rồi không. bà giờ bà nay có bà 7 8 năm rồi đủ mà bà thấy tao bà cũng chưa bao quên đủ À. mà tao thấy trời đủ mà tao nói bà giữa các thiên tao đủ mà tay môn khánh trong sợ luôn Môn tao Khánh bỏ là đủ mà xách dép chạy mày không thấy hả mày à, vậy là chú bỏ chấp nhận, chú xách dép chú bỏ chạy vậy luôn. trời ơi chạy chứ ở chi ở cho chết rồi mày muốn muốn ở cho chết tao hỏi với mày cái giếng mà còn nước đâu nữa mày xài Trời. Vậy là cái nó giếng của một bà cái giếng nước nhiều lắm hả chú? bả ha nước không nhiều nhưng mà cũng bà có nước rồi mà nước giếng của mình không có rồi mình sao mình để sử dụng Dạ. Vậy tao nói là nước vậy nước bả cũng cạn rồi sao chú múc lên? trời ơi nhiều khi mày biết sao không Dạ. tao vô lấy cái nước sông của tao thay bả đó Trời trời, lấy nước sông á hả? tha Cái mà gì kỳ lúc đó đụng lại cái nước giếng của mình muốn cạn rồi vậy? Cái gì kỳ nó khô queo đụng mẹ nước giếng khô queo mày không biết mày mệt quá vậy? Vậy lấy nước sông dơ hay cái gặp em ở mé bên đó xong cái nó bị ô nhiễm mà trời trời cho chú trời lấy nước ơi sông. nước sáng mày chi mày nước này Dạ. nè cái chai nước khoáng À. Chú có rửa bia gì không? không mày rửa bè nốt rồi mày Có không? Chắc có chứ không làm gì khỏi. không cũng mày mà bỏ của mày đúng quá đúng rửa bè rửa bia là nốt mày ơi Chú đã mày cho tao hỏi mày nha mày biết không nút bia á nút cái người cho người coi nó có đẹp đẹp này cái còn bá mà nút bia nút phù quang nút cái gì mày ơi Ủa rồi vậy câu hỏi chú này, chú bả nằm như cục thịt vậy chú không làm gì chú bở vậy thôi cũng như không mày biết ta đang làm chơi bả sao là hả sao sao chơi bả cái giò bả đụng mẹ đi quay bên đây nè cái đụng mẹ ta cái giò để gắt luôn mà đụng mày chơi chứ cái bụng bả bự sao chơi bự lắm hả? vậy sao chơi Trời ơi vậy à, mà sao bả sung dữ vậy ta? thật là đụng mày tao nói tụi bay sao Tội bơi mày ơi quá. mày nghe tụi bay nghe đụng mày tao thấy bả tao chán tao đụng mày tao chán tới trái nghe đụng mày đừng có đi tao chán bả tao sái rồi À. Ồ nãy trời giờ ơi con nói chuyện chú con quên hỏi chú tên gì để con có tên chú Dũng Dũng hả? Dũng hả? À, chú đó Dũng. Chú Dũng là Tây Môn Khánh gặp Phan Kim Liên là còn phải xách dép chạy đúng mày không trách dám chạy cho chết mày đủ không? dám chạy cho chết đúng Vậy bà nói bà tu cái kiểu gì kỳ vậy? Bà thấy đàn ông là bà bà quằn vậy mà tu tu gì? tu sau này bà tu tu bà đầu lao đó mẹ ơi Vậy mà mày bà hỏi lên bà nói rằng ông Sương Minh Tuệ đồ thành Phật hay không hỏi bà. Trời ơi con tưởng đâu bà thành chính. thấy chứ mày bà đầu lao ở Minh á bà cần dung Bở bở chú thấy bả đưa mặt bả lên màn hình chú hết hồn luôn hả? trời ơi cái mặt của bà ta mắt hiếp hiếp ta tưởng nào ai ai vậy đủ mẹ tôi đủ mẹ bà quỷ con người Coi chừng bả nhớ chú quá mặt bả sưng á chú ơi. ta nói là con người bà làm bà đi lường gạt người ta tao nghe bà đi lường gạt ta nhiều lắm Có luôn hả cái chú? người đó
mày đừng là phải là con người. Tao nó không phải là con người, phải người. À rồi rồi bả cho chú gồng bả rồi à, bả có xin tiền gì chú không? Hả? Thì bà... thầy chú đi đi làm hộ đó. À rồi bả bà... thì... mỗi lần chú gồng bả có xin tiền không? Thì tự có chứ. Mỗi lần gồng vợ cho bả nhiêu? Thầy đi làm đó thì về ở đó thì con làm đó từ 2-3 tháng gì thì cho bả chừng à đi làm cái bả nói anh cho tôi 200-300 à chứ đâu có nhiều, biết mình đi làm mướn mà. Dạ mình không biết đó. Vậy là chắc lúc mà chú gặp bả chắc chú quòng bả riết là sức khỏe đồ chú đi làm. Chứ không làm được, cái làm đụng mà làm thì đụng nghe, yếu thì làm chuyện yếu. À ví dụ là bữa khen được thì coi như mình trọng hộ. À ủa mà chú gặp bả là cái bả bắt chú làm hả? Trời ơi, cái người đàn bà mà nói sung mày biết cái gì nữa. Bà sung là cái là trời ơi đổ mẹ, mẹ không làm nó cũng đè mày. Tại tại con thấy mấy cái anh YouTube lại đó quay á, rồi con nói vậy là mấy anh này thế nào bà cũng xử luôn mấy anh này. À đủ mẹ, mấy người của tốt lên nó sung đủ mẹ, bữa nào nó bà đóng cửa luôn. Đủ mẹ, đủ mà bà đóng cửa luôn á. Gì ghê vậy ta, dữ dằn vậy. Không mà bây giờ biết sao, chứ mới đúc ngồi là tao thằng thứ ba đó. Trời ơi bà, vậy là quá hết rồi. Trời ơi, mày có hỏi bà có thằng nào chồng thứ ba không? Dạ. Để bà có chồng hả? À, chú là chú Dũng đúng không? Ờ. Chồng thứ ba của bà Diệu Hằng. Đủ mẹ thứ ba là thứ ba đụng với bà hờ không nổ. Cổ biết bà đủ mẹ thứ mấy tao không biết. Đủ mẹ thầy cho bà biết. Ý là con nói là chú bữa nào con gặp bả con hỏi cô có nhớ cô Diệu Hằng có nhớ là ông chồng thứ ba của cô tên gì hay không. Nếu bả nói bả không nhớ thì con nói chú Dũng ở Bến Tre, cô nhớ chưa? À, ở Tân Kiên, về ở với bà Tân Kiên. Rồi cái chú Dũng quất cô ở ngay ngõ ba Tân Kiên đúng không? À, vô nhà vụ ông tổ Bảy Đức á. À vô nhà trọ chú Dũng chồng thứ ba của cô dắt cô vô nhà trọ quất cô ba đêm đầu tiên là 3 phát đúng không? Ở mày nó chơi chứ được mà có 2 mày làm được 3 phát chết rồi. Đêm đầu tiên là 2 phát mà cô nằm cô măng mê cục cưng của cô đúng không? À cục cưng của ổng. Mày tao mệt quá. Hả? Chú nói vậy, vậy. Không vậy chú vậy là chú cũng hay lắm đó bộ, đúng là chú Tây Môn Khánh luôn á. Tây Môn Khánh đúng mẹ Tây Môn Khánh nó là đúng mẹ thì bả mình cũng thiếu thốn mà bả thì bả mẹ thì đúng mẹ mình làm mình nói thì ngày 200,000 sao đấy. Sao cái âm thanh chú ngổ đâu mà nó rẹt nghe không có được. Tại hỏi tao hỏi mày cho tao chịu nổi đúng mà nói mày thiếu tốn mày nữa chịu nổi phải không? Trời ơi vậy là bà thì bà quá trời quá đất rồi. Gặp bà ở ở bàn lạ á vậy. Ủa mà vậy sao chú không cho bà thổi kèn? Không cho thổi kèn bà đủ bà mặn được đủ bà thổi kèn vậy bà, mà không bà, cho bà thổi kèn chú này bà có kèn cái đó hư cái kèn tao hết rồi. À rồi con biết sao rồi, con biết sao mà bà không điện chú rồi. Tại vì chú không cho bà thổi kèn bà nên bà không có nhớ cây kèn của chú. Tao đâu cho bà thổi kèn. Bà măng tao đâu cho bà thổi kèn mày. Chú ngồi đó chú nói chuyện con nghe không có được. Tao đâu cho bà thổi kèn. Nghe cái gì rẹt rẹt á. Tao đâu cho bà thổi kèn. Có ngậm cái tờ đụng bánh nút hết luôn mà mày ơi. Mà bà có ngậm không? Không cho. Ờ vậy chú không cho bà ngậm mà.
Trời ơi mày đủ mày xác đi làm chứ mày. Xác đi làm các bạn dạ, hết tầng luôn. Bà dạ là chú. Dạ chú dám gặp mặt bà không? Tao hả? Đủ mày tao thấy mặt bà về tao quỳ tao lại luôn. Nhiều chuyện lắm gì tao. Kỳ mà. Vậy mà nói chồng thứ ba về sao giờ gặp mặt không dám gặp? Ở đâu có hai ba tán gì hết, tao kiện được rồi mày đứng à. Hỏi bà, vậy vậy. Tao kiện cái chỗ ngay ban làm. Dạ. Đừng lên tao kiện. Cái mạng bên chú sao nghe rột rột, không có nghe được chú ơi. À chú ơi, chú cắt bác cái quạt quá. Trời cái quạt á, con bên đây con không có nghe gì á. Để tắt quạt. Đó, im rồi đó. Nghe không? Nghe rồi đó, nghe rõ rồi đó. Ok, tao đủ mẹ cái bà đó, tao thấy tao quỳ tao lại bà rồi, mẹ ơi. Nói chứ dù gì chú cũng làm lâm bà. Con người á, đủ mà cỡ nào cỡ, nhưng con người á thì đủ mẹ nói chuyện mà nó đạo đức Phật này kia nó cái đồ mất dạy tao không phải. Không người ta lên tao thấy mắt bà hết hết như con heo bồ mà nó nuôi mập quá. Còn yeah. Đủ mắt mấy giúp lại nè. Tao không phải rồi. Yeah. Không người ta thế tao nó không bao giờ danh dự. Coi chừng bà mà. Nhớ chú quá bà dạy sao. Ô mẹ ơi bà đừng nhớ nhiều bà đúng mà. Tao mà có ở này nè. Đủ mẹ tao với ở bả để tao ở với một cái bà mà đuôi bà mù cái gì á để tao lo cho bà đó còn sướng hơn. Tao nói thật cho mày, tao là thằng chó đẻ nè. Tao ở tao nói thiệt tao để tao nuôi người mù hay là cái người gì bây giờ tao người mù ha, tao thương bà về tao tao ở mình tao nè để tao nói mày đâu rồi. Dạ. Tao nuôi người mù nghe, vợ chồng ở nhau, đủ mà tao nói thiệt mày, tao đủ mà nuôi bà, còn bà đó còn ở sướng hơn tao nuôi bà. Bà đó bà đủ mà mất đồ mất dạy. Rồi con. Tao...